Trang Dược Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ hai, 30 tây tháng 11 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Bản tin đầu tiên là tin từ Georgia. Một trong các ứng cử viên chạy đua vào cuộc bầu cử đặc biệt ngày 5 Tây Tháng Giêng đại diện cho đảng Dân Chủ là John Upshaw tuyên bố ông ta sẽ tuân thủ tất cả những quy tắc do cơ quan CDC, tức là cơ quan kiểm tra kiểm soát dịch bệnh của hoa kỳ đưa ra trong tình trạng lockdown của à, toàn quốc và trong đó thì các thành viên của đảng cộng hòa thuộc à, mà đang nắm giữ vị trí này tức là những người incumbent thì lại muốn mở cửa nền kinh tế và tìm cách kiểm soát dịch bệnh trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua chủ nhật thì ông offshore nói rằng nếu cần thiết ông ta sẵn sàng đáp ứng nếu như mà cdc đưa ra lời khuyến cáo đây là lời phát biểu của ông ta tuy nhiên thì các thành viên À, đối, là, đối thủ của ông ta tức là ông uh, David Perdue là đang là người thượng nghị sĩ đương nhiệm ở tại tiểu bang Georgia, người sẽ chạy đua với lại ông Ossoff vào ngày năm tây tháng giêng. thì cho biết rằng là việc mà lockdown này nó sẽ không diễn diễn ra ở Georgia bởi vì uh, cần thiết là phải phục hồi nền kinh tế đang bị uh, khủng hoảng bởi cái cơn đại dịch này. bất kể như thế nào, quân đội chúng ta và tất cả mọi người cũng đã, đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta đã có vaccine vào trong một hai tuần tới và điều kiện lockdown là cái điều kiện không thể chấp nhận được bởi vì hiện nay chúng ta đã bắt đầu có vaccine và chúng ta sẽ có từng giai đoạn để chích chủng ngừa cho tất cả mọi người trên toàn quốc do đó việc mà phong tỏa nền kinh tế và đóng cửa tiểu bang là điều khó có thể xảy ra đó là lời khẳng định của ông david bedu ông được xem là một thượng nghị sĩ đương nhiệm đại diện cho tiểu bang georgia và ông sẽ phải vào cuộc đua với ông offshore vào ngày năm tây tháng giêng sau khi mà đội bên đã không đạt được 50% khối phiếu và họ phải chạy đua một trận thứ hai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Chủ tịch của cơ quan FCC là ông Ajit Pai sẽ bắt đầu rời khỏi nhiệm vụ của mình vào tháng giêng. Chủ tịch của cơ quan FCC tức là Federal Communications Commission là ông Ajit Pai cho biết ngày hôm nay là ông sẽ từ chức vào ngày 20 tây tháng giêng năm 2020, tức là ngày mà Tổng thống đương nhiệm phải buông quyền lực ra. Ông Pai được xem là một người của đảng Cộng Hòa, đã từng được đề cử vào chức chức của FCC dưới thời của Obama, tuy nhiên ông đã không có đạt được. Cho tới năm 2017, thì ông đã được đích thân Tổng thống Trump bổ nhiệm, thay thế cho Tom Wheeler, người đã rời khỏi cái chức vụ này. Và kể từ đó đến nay thì ông uh, Ajit Pai là chủ tịch của cơ quan FCC và ông nói rằng rất là vinh dự cho cuộc đời của tôi, phục vụ trong cơ quan FCC, kể cả vai trò chủ tịch của cơ quan này trong vòng 4 năm qua. Ông Pai đã viết trong bản statement và với là một người Mỹ gốc Á đầu tiên ngồi vào ghế này, đây là một vinh dự cho tôi. Tôi nói rằng chỉ có nước Mỹ mới cho tôi cơ hội này. Ông Pai đã đưa ra lời phát biểu trên và ông là người được xem là đã có cái... Uh, ký và đã đưa ra những cái chiến lược dành cho việc phát triển mạng lưới chi trên toàn quốc, trong đó thì ông đã đồng thời cũng đã có một số những cái việc mà giới hạn tất cả những cái thiết bị từ phía Trung Quốc và đồng thời ông cũng là người đã cố gắng tìm cách giảm đi một số những cái giới hạn cho các cái chủ nhân của những cơ quan truyền thông địa phương để có thể cạnh tranh được với những cơ quan truyền thông lớn vốn là một người thuộc đảng Cộng Hòa. Ông được xem là một trong những nhân vật thành công nhất của Tổng thống Trump trong cương vị của giám đốc của cơ quan FCC, chủ tịch của cơ quan FCC. Và ông sẽ phải rời khỏi chức vụ này ngày 20 tây tháng Giêng, tức là cái ngày mà Tổng thống sẽ trao cái quyền đương nhiệm ra và có thể nhận lãnh cái thế second term hoặc là có thể ông sẽ rời khỏi đó là bản tin liên quan tới ông Ajit Pai, giám đốc của cơ quan FCC trong khi đó bộ tư pháp đã bắt đầu lập thủ tục để mà khởi kiện hai công ty Facebook và Google trong việc chống độc quyền. Bản tin mới nhất cho biết là các chính quyền của tiểu bang lẫn liên bang đã chuẩn bị các cái đơn kiện trong vài tuần tới để nhắm vào công ty Facebook và công ty Alphabet là công ty chủ của công ty Google à, theo tường trình của tờ Wall Street Journal. nguồn tin thân cận của tờ báo này cho biết rằng là các giới chức đang chuẩn bị rất nhiều những cái trường hợp khởi kiện hai công ty này về tội vi phạm lệnh chống độc quyền của Hoa Kỳ, đặc biệt là cái uh, Bộ Tư pháp sẽ có một cái đã có một cái đơn kiện đối với công ty Google vào tháng 10 năm nay. Các chính quyền và giới chức của tiểu bang và liên bang đã điều tra và uh, công ty Google đã lạm dụng cái quyền lực của họ trong cái công cụ tìm kiếm để mà loại trừ các đối thủ và trong khi đó thì công ty Facebook đã sử dụng các cái uh, quyền lực của họ bên mạng xã hội để loại trừ các đối thủ tức là những cái link liên quan tới những cái công ty đối thủ là Facebook lập tức khóa lại và không cho họ xuất hiện trên mạng xã hội này, gây ra một cái sự cạnh tranh bất công. Và nếu như ca công ty Facebook bị kiện thì đây là lần đầu tiên sẽ có một cái đơn kiện nhắm vào công ty Facebook trong cái việc mà họ đã vi phạm luật chống độc quyền tại Hoa Kỳ. Hiện nay thì Facebook vẫn đang bị chỉ trích nặng nề bởi cả lưỡng đảng ở trên Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là phía Đảng Cộng hòa cho rằng là phía đã facebook đã có những chính sách kiểm duyệt và trong đó đã siết chặt những tiếng nói bảo thủ và gần như họ nhắm mục tiêu và các tiếng nói bảo thủ đều bị loại trừ và đều bị block hoặc là đều bị ngăn chặn hoặc đều bị gán nhãn với những cái phát xét mà họ mướn từ những công ty bên ngoài do đám cánh tả cung cấp đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của facebook và google có thể sẽ đối diện tất cả những cái đơn kiện trong khi đó, luật sư của Tổng thống Donald Trump là cô Jenna Ellis cho biết là sẽ không có một ai tự nhận mình là Tổng thống cho tới khi có quyết định của đại cử tri. Đây là một trong những cái lời phát biểu thẳng thừng của cô à, luật sư của Tổng thống Trump. Luật sư của Tổng thống Trump là cô Jenna Ellis đã lên tiếng nói rằng cho tới khi mà có cuộc bỏ phiếu của đại cử tri thì vẫn chưa có một ai đắc cử làm Tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox Business, cô cho biết cô cho biết việc mà xác nhận bởi một số tiểu bang và việc mà các cơ quan truyền thông tự ý cho rằng đây là cái kẻ thắng cuộc trong cái uh, cuộc bầu cử này là một điều không thể chấp nhận được và đây là một cái điều nó đi ngược lại với cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Cho tới khi đại cử tri xác nhận tất cả các phiếu bầu vào ngày 14 tây tháng 12, chúng ta không có bất cứ ai là tổng thống đắc cử và chúng ta chỉ có một tổng thống duy nhất đương nhiệm là tổng thống Donald Trump đó là lời khẳng định của cô Ellis với đài truyền hình ford à, lời khẳng định này được đưa ra sau khi một số cơ quan truyền thông cánh tả luôn miệng và luôn chữ gọi là joe biden là tổng thống đắc cử và điều này cô cho rằng đó là một cái sự thiên vị và một cái sự gọi là à, lấp liếm về ngôn ngữ của các cơ quan truyền thông cố tình đẩy người dân vào cái xu hướng này và cô nói rằng tại Pennsylvania chúng tôi đã có ít nhất là có ít nhất là có hai cái vụ kiện sẽ được đưa tới tối cao pháp viện và bây giờ chúng tôi đã có trường hợp thứ ba ở tối cao pháp viện và chúng tôi có 10 ngày để mà nộp đơn kháng ca kháng án đối với những cái tòa nào cấp thấp mà đã bác đã bỏ đơn của chúng tôi trong khi đó thì cô cho biết rằng các tiểu bang khác cũng đang rục rịch có những cái đơn kiện và chắc chắn rằng lần này phía tổng thống trump là một chiến thắng và ông có một cái chiến thắng rất lớn nếu như nó không bị ăn cắp bởi phía của Joe Biden, đó là lời khẳng định của cô Jenna Ellis, luật sư của tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, thì các nhà lập pháp ở tại Arizona đã kêu gọi một cái nghị quyết và trong đó là phải dừng, phải cà giữ lại cái việc mà gọi là đại cử tri và cái khối phiếu cử tri đoàn sau khi mà họ kết thúc cái việc đếm phiếu trong một cái cuộc điều trần diễn ra tại Arizona ngày hôm nay với một số những nhà lập pháp chọn lọc và cũng trong đó bao gồm luôn cả các cái cố vấn và các luật sư của tổng thống Trump các nhà lập pháp đã kêu gọi các đồng nghiệp là ủng hộ cho một cái bản nghị quyết mới trong đó sẽ trì hoãn lại việc xác nhận các cái phiếu cử tri đoàn ở tại tiểu bang này dân biểu tại tiểu bang Arizona là Mark Fincham, nói với tất cả các thông tin viên trong ngày 30 tây tức là ngày hôm nay là ông hy vọng rằng cái nghị quyết này sẽ có trong vòng từ 24 tới 48 tiếng đồng hồ nơi mà các tiểu bang có 11 cử tri đoàn và chúng tôi sẽ đưa ra và giữ lại và không muốn để cho cái việc xác nhận cử tri đoàn À, và chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp của cả thượng viện lẫn hạ viện là phải có một cái hành động để giành lại cái quyền và bảo vệ dưới cái hiến pháp của Hoa Kỳ và à, đây là một trong những cái tiến trình pháp lý và chúng ta phải thực thi đúng những gì mà và hiến pháp cho phép. Và bên cạnh đó thì à, chuyện cho thay, chuyện này cho biết là đa số tất cả những thành viên của hạ viện và thượng viện nên phải có một cái nghị quyết bởi vì cái cuộc bầu cử này đã có quá nhiều những vấn đề và tôi phải đã nhìn thấy tất cả mọi thứ và chúng ta nên để cho tòa án quyết định. Đây là một trong những cái lời phát biểu từ các nhà lập pháp của tiểu bang Arizona sau khi mà tiểu bang Arizona đã có được cái uh, cuộc điều trần. Tuy nhiên thì phía tư khí của tiểu bang vẫn tiếp tục tiến hành cái việc xác nhận kết quả bầu cử tổng thống và bà, bà Katie Hobbs, một thành viên của Đảng Dân chủ trong cuộc họp báo bất kể cái việc mà điều trần này bà ta vẫn cho tiến hành cái việc xác nhận. Đây là cái việc gần như là cố đấm ăn xôi của Đảng dân chủ ở một số tiểu bang do họ kiểm soát về chính phủ và họ cứ nhân danh rằng là luật tiểu bang và họ tiến tới việc xác nhận bất chấp các kết quả bầu cử còn có quá nhiều những tranh cãi và họ muốn thừa nhận chiến thắng sớm cho Joe Biden. Mục đích của Đảng dân chủ là làm sao hội đủ tổng cộng là 270 cử tri đoàn để không cần phải đưa ra một cái cuộc bỏ phiếu của đại cử tri và lên tới tối cao pháp viện. Đây là cái chiến thuật của đảng Dân Chủ sử dụng để cản trở cái vấn đề pháp lý của Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của tiểu bang Arizona. Trong khi đó thì các nhà lập pháp của tiểu bang Pennsylvania đã giới thiệu một cái nghị quyết trong đó nói về cái sự tranh chấp trong cái kết quả bầu cử năm 2020. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại tiểu bang Pennsylvania đã giới thiệu ngày hôm nay thứ hai một cái nghị quyết trong đó nhấn mạnh đến sự tranh chấp về cái kết quả bầu cử năm 2020 và cái uh, nghị quyết này vốn đã được đưa ra từ một cái bản ghi nhớ ngày 27 tây tháng 11 trong đó cho thấy rằng là các cái uh, hệ thống tòa án và kể cả những cái uh, người phụ trách về cái uh, cuộc bầu cử này phải tuân thủ theo tất cả những quyền lực của hiến pháp và trong đó thì họ nói rằng là tất cả các viên chức làm việc trong chính phủ và cả hệ thống tòa án ở cái khối thịnh vượng chung tại vì tiểu bang này gọi là khối khối thịnh vượng chung đặc biệt là việc mà cái hội đồng cái nghị viện của tiểu bang sẽ có cái quyền sử dụng cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ cho những cái sự thay đổi bất mà vi phạm hiến pháp vào ngày 3 tây tháng 11 và đó là một trong những cái lên án của bản nghị quyết và bản nghị quyết này nhấn mạnh đến việc mà tiểu bang này đã có những cái hành động được xem là vi phạm hiến pháp trước cuộc bầu cử khi mà họ cho phép dời cái thời hạn chót của cái ngày nhận đơn bầu cử và cũng như là nhận các cái phiếu bầu sau ngày bầu cử thì đây là một trong những cái nghị quyết lên án và trong đó là tiểu bang này cho biết rằng là cái nghị quyết này sẽ được dọn đường cho một cái việc mà quyết định đại cử tri của tiểu bang Pennsylvania. Trong khi đó, người mà đã giấu tên trong cái email tố cáo và biết rằng ông là một trong những kỹ thuật viên và nói rằng có tới 35.000 phiếu dành cho mỗi ứng cử viên của Đảng dân chủ ở tại Pima County ở tiểu bang Arizona. Lời tố cáo của nhân vật Crystal Flower trong cái email đã cung cấp đầy đủ cho các chuyên gia và người này là một chuyên gia về không gian mạng đã ra điều trần ở trước cái quỹ ban của à, tiểu, tiểu bang Arizona và nói rằng trong đó thì ông nhận được và cho thấy tất cả những cái email trao đổi à, và có 35.000 cái phiếu giả đã được à, cung cấp cho mỗi một ứng cử viên của đảng dân chủ tại cái quận Pima County ở Arizona copy của bản email này đã được à, trình chiếu trong ngày hôm nay à, và được chỉ ra bởi một à, viên tướng về hưu là Phil qua trình chỉ ra cho thấy là cái cuộc cái thông tin này đã được cung cấp bởi một người và được gọi người này gọi là whistleblower tức là tạm thời giấu tên và vẫn tiếp tục muốn không muốn công khai tên của mình trong đó đã cho thấy những cái email trao đổi qua lại và trong cái email này cho thấy rằng là cái công ty mà cung cấp về cái dịch vụ và đếm phiếu và kiểm phiếu đã tự động cộng thêm 35.000 phiếu cho mỗi một ứng cử viên của Đảng dân chủ ở quận Pima County. Đây là một trong những cái email và cho thấy rằng là tình trạng gian lận ở tiểu bang này gần như là đã có đầy đủ tất cả những cái bằng chứng và tất cả những cái nhân chứng và bây giờ thì tiểu bang Arizona đã phải xét lại cái việc có thừa nhận cái kết quả bầu cử sắp tới hay không thì vẫn còn lệ thuộc vào cái quốc hội của tiểu bang Arizona. Trong khi đó thì cái Bộ cục an ninh nội địa đã ra, đã nói rằng họ đã cảnh báo trước về tình trạng bất bình thường của cuộc bầu cử. Cục an ninh nội địa đã từng đưa ra lời cảnh báo với các chuyên gia về cái hệ thống đếm phiếu sẽ có những cái cuộc tấn công của hacker để thao túng. Đây là một chuyên gia đặc biệt về không gian mạng đã cho biết ngày hôm nay thứ hai. Tư, tư lệnh về hưu là Phil Warren nói với cuộc điều trần trước công chúng về các vấn đề liên quan tới bầu cử ở Arizona. Trong đó thì có luôn cả những cái thông tin từ những nhân viên làm việc cho cục an ninh nội địa Hoa Kỳ, à, bao gồm luôn cả nhân viên làm trong cái uh, uh, cái uh, department tức là cái khu vực mà gọi là cyber security tức là không gian an ninh mạng được gọi tắt là CISA. Trong đó thì tôi đã làm việc với cái dự án này từ tháng 8, tôi đã gọi cho họ và nhiều người đã thông báo cho tôi biết là sẽ có những cái trục trặc và sẽ có những cái cuộc uh, bất ngờ trong cuộc bầu cử này, đặc biệt là cái hệ thống uh, đếm phiếu và kiểm phiếu Dominion Voting System và các nhân viên của cục an ninh nội địa Hoa Kỳ tức là DSS đã 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 theo dõi rất là nhiều lần và đã bay tới Dallas và trong đó là họ đã tìm phát hiện được một cái kho dữ liệu gồm có 600 GB và cùng với làm làm việc với ông trên và trong đó thì nói rằng có tới 200 cái GB của cái kho dữ liệu này mà họ phân tích ra và sau khi phân tích họ cho biết rằng là tình trạng kiểm phiếu này là có vấn đề và không thể sử dụng tất cả những cái máy kiểm phiếu này. Đây là lời cảnh báo đã được đưa ra từ tháng 8, tháng 9 nhưng mà không được người ta chú ý và gần như là giới truyền thông hoàn toàn bỏ mặt chuyện này cho tới khi nó xảy ra cái cuộc bầu cử và nó xảy ra cái cuộc gọi là bầu cử gian lận. Và ngay sau đó thì bây giờ tất cả những cái nhân chứng này đã được ông tư lệnh về hưu là phil Walton đã trình bày và đưa ra tất cả những cái dữ liệu này trước tất cả các cái cuộc điều trần diễn ra vào ngày hôm nay tại tiểu bang arizona đó là bản tin liên quan tới arizona trong khi đó một người thư ký của tiểu bang georgia lên tiếng cảnh báo về những nhóm ghi danh bầu cử cho những người ở georgia trong cuộc bầu cử đặc biệt lên tiếng cảnh báo rằng là sẽ có những cuộc điều tra về những cái nhóm này nếu như họ kêu gạ kêu gọi những người bên ngoài tiểu bang tới ghi danh và bầu cử tại tiểu bang Georgia. Gần như là tiểu bang Georgia đang trở thành một cái điểm nóng của cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày năm Tây Tháng Giêng. Trong đó hai ghế thượng nghị sĩ sẽ được tranh cử một cách gây gắt và đã có nhiều thành viên của đảng Dân Chủ kêu gọi những người ở bên ngoài tiểu bang Georgia tới ghi danh làm cử là làm cư dân của Georgia để ghi danh bầu cử và điều này đã được sự hỗ trợ của một số nhóm đã lên tiếng kêu gọi và cái người thư ký của tiểu bang đã lên tiếng nói rằng việc mà kêu gọi những người khác ở ngoài tiểu bang tới ghi danh làm cư dân ở đây và đăng ký cử tri là một hành động phạm pháp và đó là một trọng tội. Nếu như mà quý vị tiếp tục những đường hướng này thì chính quý vị sẽ chịu trách nhiệm. Đây là lời phát biểu của ông Rafael Becher được xem là một thư ký của tiểu bang. Và tất cả các nhóm thứ ba này phải chịu trách nhiệm cho việc mà ghi danh những lá phiếu bất hợp pháp và nếu như họ tiếp tục làm họ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đây là một trong những cái lời khẳng định của ông thư ký tiểu bang ở Georgia sau khi mà ông Antriovan một ứng cử viên của à, chức vị tổng thống của đảng dân chủ trước đây đã lên tiếng và thúc đẩy và kể cả Conte đã thúc đẩy rất nhiều những người ở ngoài tiểu bang Georgia tràn đến tiểu bang này lấy địa chỉ để mà ghi danh à, để làm cư dân đây và ghi danh bầu cử đây là một trong những cái trò được xem là gian lận một cách công khai và phía tiểu bang ở georgia cho biết là họ sẽ điều tra rất cẩn thận tất cả những danh sách ghi danh cử tri và phải được xác nhận rõ ràng trước khi mà gửi phiếu bầu cho những người này đây là một trong những cái uh, lời tuyên bố từ tiểu bang georgia cho biết và đây sẽ là một bãi chiến trường khá quan trọng trong tháng giêng trong khi đó cũng tại georgia cho biết là quan tòa đã chuẩn bị để lắng nghe tất cả những cái trường hợp liên quan tới gian lận bầu cử, một quan tòa người ra lệnh cho các giới chức của Georgia vào ngày 29 tây là không thể reset tức là không thể không thể xóa đi tất cả những cái lưu trữ ở trong cái hệ thống máy kiểm phiếu này và cái lịch trình nó sẽ được nghe được, lắng nghe vào cái cuộc điều trần này vào ngày 4 tây tháng 12, quan tòa có tên là Timothy Patridge. Uh, uh, vốn là người đã được ông tổng thống Bush trước đây bổ nhiệm à, trong ngày 29 tây đã có ba cái xác lệnh khác nhau thay đổi liên tục và sau đó cái xác lệnh cuối cùng là ông ra lệnh là không được phép xóa bất cứ một dữ liệu nào ở trong tất cả các máy kiểm phiếu cho tới khi có cuộc điều trần vào ngày 4 tây tháng 12 sắp tới à, trước đó thì ông đã ra lệnh yêu cầu ngưng lại và không thể xóa bất cứ một cái uh, dữ liệu nào ở trong cái máy kiểm phiếu này nhưng mà rồi sau đó cái Minh thứ hai của ông thì lại lật ngược lại cái phán quyết lúc đầu là ông nói rằng có thể là những nhân viên này không có trách nhiệm bởi vì cái đó là thuộc về tài sản của quận hạt và các nhân viên không có trách nhiệm trong cái vấn đề mà xóa hay không xóa những dữ liệu trong đó và tới cuối cùng trong ngày thì ông lại đưa ra một cái án lệnh thứ ba là buộc tất cả các mọi người không được phép đụng tới hoặc xóa bất cứ một dữ liệu nào kể cho cái cuộc bầu cử từ ngày 3 tây tháng 11 cho tới bây giờ và phải giữ yên như vậy đó là cái phán quyết cuối cùng vào ngày hôm qua. Và sáng nay thì ông đã đưa ra thêm một cái chết mình là sẽ có một cái cuộc điều trần diễn ra vào ngày 4 tây tháng 12 sắp tới để xem xét tất cả những cái dữ liệu ở trong cái hệ thống máy đếm phiếu này. Đây là một trong những cái biến chuyển khá quan trọng cho cái cuộc tái đếm phiếu tại tiểu bang Georgia. Và đó là các bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay hoa kỳ ngày hôm nay thứ hai đã ban lệnh cấm ít nhất là các công ty của trung quốc có liên quan tới cái vấn đề nhập cảng dầu hỏa một cách bất hợp pháp từ cái chế độ của maduro ở venezuela bản tin cho biết là công ty của trung quốc có tên là china national china national electronic import and export corporation gọi tắt là CEIEC đã bị tố cáo là ủng hộ cho cái chế độ của ông nicolas maduro trong việc phá hoại nền dân chủ và trong đó thì bộ tư pháp đưa ra bản xác minh cho biết công ty này đã ủng hộ mạnh mẽ cho chế độ cánh tả của maduro trong nỗ lực giới hạn cái quyền sử dụng internet và đặt giám sát tất cả mọi người cũng như chống lại tất cả những nhà chính trị đối lập và chế độ của maduro đã làm việc với cái công ty ceic này của trung quốc và công ty này sẽ bị cấm vận một cách chính thức tức là các tài sản công ty này sẽ bị đóng băng tại Hoa Kỳ và những nhân viên của công ty này hay là tất cả những giới chức của công ty này sẽ không được phép đặt chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ theo tường trình của Bộ trưởng Bộ Tài chánh là ông Steven Mnuchin cho biết và công ty CEIEC này cũng là công ty chủ của cái tàu gọi là Hải Dương 981 từng xâm phạm vào trong cái lãnh hải của Việt Nam và bây giờ thì công ty này chính thức đã bị cấm vận bởi Hoa Kỳ à, Washington vào tháng Giêng năm 2019 đã thừa nhận nhà chính trị đối lập là ông Juan Guaido Là một tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela Ngay sau đó gần 60 quốc gia đã thừa nhận vai trò của ông và nhắm vào lật đổ chế độ Maduro và à, cái hành động ngày hôm nay là công ty này của Trung Quốc sẽ được à, sẽ chính thức nằm trong cái danh sách đen và tất cả tài sản của họ sẽ bị đóng băng tại Hoa Kỳ à, Công ty này từ năm 2017 đã ủng hộ cho chế độ của Maduro, họ cung cấp tất cả những cái nguồn liệu, huấn luyện và kỹ thuật cho chính quyền của Venezuela, bao gồm luôn cả cái hệ thống viễn thông của Venezuela. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay. NATO cần phải tập trung cứng rắn hơn với sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc. Đó là một cái bản báo cáo mới nhất thúc giục liên minh NATO. NATO cần phải suy nghĩ cứng rắn hơn làm cách nào để đối phó với tình trạng mà Trung Quốc đang gia tăng cái mạng lưới quân sự và có thể qua mặt cả Nga trong suốt một thập niên qua. Một bản báo cáo mới nhất được công bố vào ngày hôm nay thứ ba theo giờ của địa phương tức là ở bên Á Châu nhưng bên Mỹ vẫn là ngày thứ hai à, theo tường trình của một cái à, tổ chức được xem là nằm trong cái à, tổ chức Liên minh NATO. Bản báo cáo có tên là NATO 2030. Trong đó thì họ kêu gọi rằng là, là phải có những cái à, huấn luyện đặc biệt cho các binh sĩ và trong đó 138 các bản kế hoạch để mà đối phó lại với cái tiềm năng đe dọa bởi phía của Trung Quốc mà ông Tổng thống Pháp xưa nay vẫn kinh thường và gọi việc trỗi dậy của Trung Quốc là một cái trend tức là cho rằng là Hoa Kỳ đã đưa ra một cái kích động không cần thiết. Tuy nhiên, thì trong cái bản báo cáo mới nhất của NATO và cho biết rằng là sự trỗi dậy và phát triển quân sự của Trung Quốc đang là tiềm năng đe dọa nguy hiểm tới tất cả các khu vực kể cả Âu châu và họ có thể qua mặt cả Nga khi đe dọa tới cái tiềm năng cái tiềm năng an ninh của tại Âu châu. Pháp xưa nay vẫn xem Nga và Đức vẫn xem Nga là kẻ thù và họ không coi trọng tới cái vấn đề mà tiềm năng đe dọa của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một cái Lời phát biểu ngày hôm nay thì à, tổng tư ký của liên minh NATO là ông Jens Stoltenberg nói rằng Trung Quốc đang gia tăng rất nhiều và điều này là một thách thức nghiêm trọng cho nền an ninh của chúng ta. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào những vũ khí mới và họ càng càng lúc càng tiếp cận chúng ta từ ở vùng Atlantic tức là từ ở vùng bắc xin lỗi quý vị từ vùng bắc cực cho tới phi châu. Trung Quốc không hề chia sẻ những giá trị chung với chúng ta và họ là một quốc gia rất nguy hiểm. Đó là lời phát biểu của ông trong cuộc họp báo và thúc giục tất cả các đồng minh phải làm việc trong vấn đề này. Cho tới giờ phút này, hai cái quốc gia được xem là phản đối việc đối phó với Trung Quốc, đứng đầu là ông à, Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron và đứng thứ nhì chính là bà Thủ tướng Đức Angela Macro. Họ không xem trọng cái việc phát triển về à, vũ khí của Trung Quốc và không coi trọng về cái việc gọi là tăng cường quân sự của Trung Quốc. Họ vẫn tập trung xem Nga là kẻ thù. Và chính lời phát biểu của ông John Stolenberg ngày hôm nay tổng thư ký của Liên minh NATO đã thúc giục các quốc gia là phải chú trọng về sự đe dọa của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng, một cái tập tài liệu tiết lộ trong cái lần bắn lên cả khu vũ trụ vừa qua của Trung Quốc trong cái hôm đầu tháng này đã khiến cho 6 người bị thương và được Trung Quốc che đậy trong lúc mà họ bắn những cái vệ tinh lên bầu khí quyển. Bản tin cho biết 6 người đã bị thương rất nặng nề trong lúc mà Trung Quốc đã thử nghiệm bắn thử tất cả những cái vệ tinh trong đầu năm nay và họ đã được đưa tới bệnh viện à, theo một cái tập tài liệu vừa được tiết lộ cho biết tai nạn này xảy ra ở tại cái khu vực cái trung tâm bắn nghiên cứu về vũ trụ gọi là Wenchang nằm ở đảo Hải Nam và nó đã mang theo tất cả những cái vệ tinh lên bầu khí quyển à, và đặc biệt là nó diễn ra vào ngày 23 tây tháng 7 vừa qua Tập tài liệu này cho thấy rằng là những người này bị thương và họ đã được à, giữ bí mật và được đưa tới bệnh viện, viện điều trị và thân nhân của họ không được thông báo cho biết mà chỉ nói là họ đang có nhiệm vụ không thể à, gặp gỡ thân nhân trong suốt một thời gian kéo dài 3 tháng điều trị ở trong bệnh viện. Và tập tài liệu này cho thấy rằng là tổng cộng có tới một cái toán pha, pha, à, y tá và bác sĩ lên tới 18 người để mà có mặt trên cái chiếc xe ambulance trong lúc mà chở 6 người này từ cái trung tâm bắn vệ tinh vào không gian của Trung Quốc ở đảo Hải Nam đến bệnh viện và đây là một trong những cái tập tài liệu mới nhất cho thấy là Bắc Kinh đang che đậy rất nhiều những cái bí mật và những cái cuộc thất bại trong các cái việc bắn hỏa tiễn của họ và những cái chương trình nghiên cứu của họ gây hại cho những nhân viên làm việc mà họ vẫn không muốn cho cộng đồng quốc tế biết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được thông báo 8 giờ 30 tức là chúng ta còn khoảng chừng một tiếng rưỡi nữa. Thì cái chương trình của Phượng Mai Channel vẫn sẽ được livestream trực tiếp Và tối ngày hôm nay Phong sẽ thay thế cho Khánh Hoàng làm MC bởi vì Khánh Hoàng trong cái tuần lễ này Bận chút việc gia đình và không có thể có mặt được Do đó cáo lỗi cùng tất cả mọi người Và Phong sẽ là người thay thế Làm MC bất đắc chỉ Cảm ơn tất cả mọi người Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment nha Rồi bây giờ à, à, Trước hết là tự nhiên là trong đây có một à, Hai cái à, à, Dư luận viên nó vào thì chúng ta cần Đừng có cãi lộn với những dư luận viên Phong sẽ block những dư luận viên này à, Sau khi mà cái livestream trên các bạn Đừng có à, gọi là cãi lộn với dư luận viên ở trong Facebook nha Ok rồi bây giờ lướt qua những cái lời à, chào hỏi đi Ok Wow qua wow đây là cãi nhau dữ nha Ok à, lướt à. rồi tới ngày 15 tháng 12 sẽ có tin vui cho tổng thống Trump Anh chưa biết được bây giờ thì chúng ta đang có cái cuộc chiến pháp lý nha các bạn Joe Biden là mối nguy hiểm an ninh quốc gia và mối đe dọa an ninh quốc tế nếu mà các bạn hỏi là mối đe dọa an ninh quốc gia thì tôi thấy có lý bởi vì tất cả những hành động của ông ta thỏa hiệp có thể mang tới sự nguy hiểm cho đất nước Hoa Kỳ. Và sự nguy hiểm này nó đã chứng minh trong 8 năm ông ta làm phó tổng thống. Ông ta và Obama thỏa hiệp rất nhiều và nước Mỹ trở nên suy yếu và bị đe dọa trầm trọng hơn nha. Yeah, ok. Rồi à tiếp tục vào wow. Sợ vũ khí của tên Tàu quá lạc đạn mãi không hiểu luôn. Ok, thì các bạn vào trong cái hiệu tên nhật ký ngày hôm nay của tôi có bài phân tích về cái tình trạng của Trung Quốc và binh lực của Trung Quốc như thế nào do chính một chiến lược gia của Trung Quốc đưa ra nha và trong đó rõ ràng là phía của à, Trung Quốc không đủ sức và thiếu bản lãnh trong vấn đề mà tác chiến đó là cái lời nhận định của họ nha ok rồi tiếp tục wow bên đây hình như là bên Facebook tôi dặn hoài mà không bao giờ nghe tôi hết là lúc nào cũng vô cãi với dư luận viên cả tôi sẽ delete nó và tôi sẽ xóa nó đi các bạn đừng có lo cãi với nó làm mất đi những cái ý nghĩa nha Ok bây giờ mình qua bên YouTube đi tại vì bên Facebook mà còn cãi lộn với nó thì mai mốt tôi sẽ không đọc và uh, comment bên Facebook nữa tôi chỉ đọc bên YouTube thôi Ok rồi tiếp tục à, ngày 12 tháng 12 cuộc diễn hành sẽ uh, diễn ra trời đất ơi tới giờ phút này cũng không biết cuộc diễn hành diễn ra ở đâu hả Vậy thì vào Facebook lên Google xem lại đừng hỏi những câu vô duyên như vậy nha Ok Mới xem toàn bộ cuộc điều trần tại tiểu bang Arizona, có ông tượng nghị sĩ đúc kết câu rất hay hai chữ đầu hàng không có trong máu người cộng hòa, ok. À, tôi đã coi nhưng tôi không coi hết. Nhưng mà cuộc điều trần ngày hôm nay các nhân chứng có rất nhiều và tất cả những nhân chứng đủ kiểu, tôi nói là đủ kiểu gian lận đều có luôn. Từ những chuyện mà họ cố tình duplicate tức là một phiếu thành hai phiếu, rồi tới những cái chuyện mà họ ngăn cản không cho cái người quan sát viên vào tiếp cận cái lá phiếu và coi kỹ cái lá phiếu đối chiếu chữ ký và họ chuyển qua một cái phòng khác để rồi họ tìm cách họ không biết họ làm cái gì trong cái phòng đó và người quan sát viên không được phép bước vô rồi trong tới tới cái việc mà họ sử dụng cái thuật toán ở trong cái máy đếm phiếu để mà họ gian lận tất cả đủ kiểu hết các bạn đã được điều trần ở tại tiểu bang Arizona ngày hôm nay và tổng thống Trump thông qua cô luật sư Jenna Ellis cũng đã nói điện thoại qua cái hệ thống phone nữa nha ok rồi tiếp tục à wow à... Tại sao có nhiều thành viên FBICA và bộ à, tư pháp là người của Biden và anh? Đơn giản thôi, các bạn nghĩ 8 năm mà Joe Biden làm phó tổng thống và Obama làm tổng thống, ông ta nhà họ đã cấy vào trong FBI và CIA cũng như là bộ tư pháp bao nhiêu người? 8 năm họ cấy vào đó bao nhiêu người nói tôi nghe coi. Từ năm 2009 cho tới năm 2017. Thì các bạn sẽ biết lý do tại sao nha. Ok. Rồi tiếp tục à Xét sinh 230 chưa bị hủy Bộ có kiện được Facebook, Twitter, Google không không Chưa bị hủy thì không kiện được Đợi khi nào chính thức hủy bỏ cái xét sinh này Thì mới kiện được nha các bạn Còn các bạn gửi đơn kiện lên đó quan tòa sẽ dục vô thùng rác Ok Đó là cái cái và cái xét sinh này bảo vệ cho họ không bị kiện Ok Rồi à, Lệnh niêm phong máy đếm của đếm phiếu của tòa có bị muộn hay không Họ có thể xóa dữ liệu từ trước đó không được Khó xóa lắm Tại vì xóa dữ liệu không phải dễ dàng Ok và bây giờ đang bị sôi đèn ai bước tới gần cái máy đó rất là nguy hiểm họ phải chờ tất cả những cái chết mình cho nó thỏa nó đưa ra và lần này là nó được kiểm tra rất là chặt chẽ nha các bạn không dễ xóa đâu ok rồi tiếp tục wow à qua wow. lướt qua những cái tổng thống trump đắc cử bạo loạn và bắn giết nhau nữa tại sao biết được tại tổng thống trump tái đắc cử là bạo loạn bắn giết nhau cho tôi biết đi ok đừng có ngồi ở ngoài ngó vô trong nước mỹ nghe thông tin của mấy thằng cánh tả rồi ngồi phán ok tôi đang ở sống trong nước mỹ bắn nhau hồi nào tôi đang trong nước mỹ đây ở đâu mà bắn nhau ok đừng có đưa những cái tin giả lên đây nha ok rồi tiếp tục mỹ và âu châu là một phần không thể tách rời khỏi tàu chưa chắc bây giờ là decoupling tức là sẽ tách rời khỏi nền kinh tế của trung quốc hôm nay thì phía nato đã báo động điều này và mỹ thì đang tách rời khỏi nền kinh tế của trung quốc do đó không phải là không tách rời, sẽ tách rời và Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ hoặc kẻ thù nha các bạn. Rồi tiếp tục à Wow, lướt qua những cái lời mà tiếng Anh đi. Duke burn money can buy. Bây giờ thì ông ta sẽ bị kiện bởi bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc chống độc quyền. Trong một vài tuần nữa thì sẽ có đơn kiện tới Facebook, Google đã bị nộp đơn kiện vào tháng 9 à, tháng 10 rồi. Bây giờ sắp sửa tới Facebook nha các bạn chắc chắn là sẽ không có sẽ không có cái chuyện mà là, là Facebook sẽ phải đương đầu rất rất nhiều những khó khăn nếu như họ tiếp tục đặt hệ thống kiểm duyệt. Ok. Rồi tiếp tục à Khi nào hệ thống bầu cử của chính quyền Mỹ chưa công nhận ai là tổng thống, vì bầu cử chưa ngã ngủ thì Biden chỉ là cựu phó tổng thống và chỉ là một ứng cử viên mà thôi. Ok, ông ta không phải là tổng thống. Ông ta cũng không phải là tổng thống đắc cử luôn. Cho tới giờ phút này tôi ngồi nói nói chuyện với quý vị ông ta không phải là tổng thống đắc cử luôn cho tới khi nào có kết quả xác nhận của tất cả các cử tri đoàn và sau đó quốc hội xác nhận thì lúc đó mới biết ai là tổng thống còn bây giờ chỉ là tổng thống tự phong mà thôi và do truyền thông phong trong ta thôi nha ok rồi tiếp tục à... công lý xét xử những tên tội phạm liên kết dùng phần mềm của đảng cộng sản tàu ok sao biết các bạn biết đó là phần mềm của cộng sản tàu đây cháo phiếu đổi phiếu Thật sự tất cả cái thông tin liên quan tới Dominion Voting System này Nó không phải là software của tàu Còn các bạn có được bằng chứng thì cứ trưng ra Đừng có ngồi đó phán gọi là đưa những cái thông tin tầm bậy tầm bạ ra nha Đưa bằng chứng nó là do của tàu sản xuất và của tàu chế ra cái nhu liệu này nha Rồi tiếp tục à, thống đốc uh, democrat uh, là là democrat thống đốc của michigan là democrat dễ gì cho điều trần đâu no. điều trần này là ở thượng viện và hạ viện chứ không phải là của thống đốc cái này là thuộc về quốc hội của tiểu bang michigan nha các bạn không có thuộc về quyền của thống đốc do đó tiểu bang michigan có thể cho điều trần nha các bạn ok nếu có bày đủ bằng chứng của đám dân chủ tòa tối cao pháp viện có quyết định trong trăm thắng không anh phong tòa không quyết định ông thắng tối cao phía pháp viện sẽ không quyết định tổng thống trăm thắng hay bại. Họ chỉ quyết định khối phiếu đó có hợp pháp hay không và có bị loại trừ hay không. Khi mà nó đã vi phạm cái hiến pháp Hoa Kỳ, đó là cái quyết định của tối cao pháp viện. Còn quyết định tổng thống là đại cử tri và quốc hội nha. Ok, phải hiểu rõ điều này. Tối cao pháp viện không đưa ra quyết định ai là người thắng à, ai là tổng thống, họ chỉ đưa ra quyết định ai là người thắng ở tiểu bang đó. Tức là ví dụ, họ nói ok Ví dụ như ở Pennsylvania đi Họ nói tất cả những cái phiếu nào tới sau ngày 3 tây tháng 11 và sau giờ đóng cửa đều là bất hợp pháp. Có nghĩa là ở cái điểm này Tổng thống Trump đang thắng trên 600.000 phiếu. Nó dừng ở điểm này thì có nghĩa là ông Trump chiến thắng ở Pennsylvania. Ok, chứ không có nghĩa là tối cao phát biện nói ô, oh, ông Trump đã là Tổng thống Hoa Kỳ. Nha, ok. Rồi, tiếp tục. À, wow. qua wow, lướt qua những cái lời nói đi ok. Tàu của Trung Quốc đã bị Mỹ cấm vận ở biển Đông chưa? Mỹ không có cấm vận tàu Trung Quốc. Mỹ Hoa Kỳ chỉ là bảo vệ cái đường tự do hàng hải tại đây. Và nếu mà Trung Quốc mà có những hành động đe dọa tới tàu của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ có phản ứng chứ Hoa Kỳ không có tư cách gì cấm tàu Trung Quốc ở biển Đông hết. Tại khu vực này tự do hàng hải mà cấm ai. Đừng có đưa cái tin mà nó nó đưa tầm bậy tầm bạ. Ok. Có điều là Trung Quốc nếu có những hành động mà được xem là gây nguy hại cho Hoa Kỳ và đồng minh, Hoa Kỳ có quyền có phản ứng đáp trả ở trên khu vực này. ở đâu ra mà nói là Mỹ có cái quyền cấm đào tàu này tàu kia ở Biển Đông vậy? OK. Rồi cảm ơn uh, Timely đóng góp hai mỹ kim nha. Uh, wow. Uh, mấy ông cấp cao mấy ông tỷ phú công bộ truyền thông vì tiền mà phản quốc thì các bạn nghĩ đi đám kỹ thuật nó tôi nói là đám kỹ thuật thôi nha chứ tôi không nói toàn bộ những công ty ở Hoa Kỳ những công ty về kỹ thuật họ làm giàu trở thành tỷ phú là nhờ đảng dân chủ do đó bây giờ đánh chết đi nữa họ cũng phải đứng chung với đảng dân chủ tại vì đảng dân chủ lên lên cầm quyền á các bạn thấy chưa Obama lên cầm quyền đó thì dân Mỹ không có việc làm nghèo gần chết luôn nhưng mà tài sản của Amazon tài sản của Apple tài sản của Bill Gates tài sản của Facebook thì mỗi lúc một tăng Tài sản của họ mỗi lúc một giàu, trong khi người dân không có việc làm. 8 năm dưới thời Obama. Thì cho đó, họ phải đầu tư vào Đảng dân chủ thôi, tại Đảng dân chủ làm giàu cho họ. Nhưng mà tất cả việc làm mất qua Trung Quốc hết, người dân kiếm không ra việc làm. Người dân đói, người dân phải đi ăn xin ăn mày của chính phủ. Trong khi đó thì Facebook nè, Google nè, Amazon nè hay là Microsoft nè thì tài sản của họ càng lúc càng dày. Do đó các bạn, đó là lý do tại sao họ đầu tư vào đại dân chủ nha, ok Rồi tiếp tục, à, trong trường hợp Trump và Biden không đủ 270 phiếu thì tiến trình bầu cử tiếp theo như thế nào thì sẽ do đại cử tri Tức là sau ngày 14 tây tháng 12, thì nếu mà cả hai bên đều không đủ 270 cử tri đoàn Thì sẽ do đại cử tri bỏ phiếu, thì đại cử tri tức là mỗi một tiểu bang sẽ có một đại cử tri đại diện thì đại cử tri này sẽ được chọn lọc ở trong tất cả các thành viên của Hạ viện. Ví dụ, 53 người 53 người đại diện cho tiểu bang California, tức là Hạ viện đó, thì sẽ chọn ra một người thôi. Chỉ chọn ra một người đại diện cho tiểu bang đó thôi. Do đó, thì nếu mà chọn theo hướng này, thì đảng Cộng Hòa đang nắm khoảng 27 ghế, còn phía đảng Dân Chủ nắm 20 ghế. Và sắp sửa có một ghế của đảng Cộng Hòa nữa. Cái ghế đó là cái ghế bất ngờ. Ok, còn lại hai ghế thì vẫn chưa biết, nhưng mà coi như Đảng Cộng hòa nắm, còn nếu mà xét trên cái phương diện thống đốc bổ nhiệm. Nếu do thống đốc bổ nhiệm thì bên Cộng hòa đang có 26 ghế thống đốc, còn Đảng dân chủ 23 ghế thống đốc. Là ở hạ viện sẽ bỏ phiếu cho ghế tổng thống, còn ở thượng viện thì bỏ phiếu cho ghế phó tổng thống. Và bây giờ ở thượng viện thì Đảng Cộng hòa đang nắm, tức là chưa tuyên thệ đó, thì đang nắm nhưng mà tới lúc đó sẽ tuyên thệ đó. Thì tới lúc đó là Đảng Cộng hòa đang nắm 50 trên 48 nha các bạn có nghĩa là hai ghế hai ghế kia vẫn là của đảng cộng hòa nha ok 52 trên 48 ok rồi tiếp tục à, wow bưu điện hoa nam muốn đóng cửa hay đảng cộng sản trung quốc sai khiến họ viết quân đội không có khả năng chiến tranh dưới biển trung quốc nếu như thật sự không có khả năng chiến tranh dưới biển thật sự cái bài nhận định đó tôi cũng hơi lạ họ phỏng vấn ông này là tên là gen chauman ông ta là chiến lược gia quân sự của bắc kinh và ông ta đã đưa ra lời nhận định này và bưu điện hoa nam đăng lại toàn bộ cái bài nhận định của ông ta trong đó khẳng định là lãnh đạo của quân đội lực lượng PLA thiếu khả năng là về tác chiến tức là combat thiếu kinh nghiệm đó là cái lời khẳng định của ông ta và ông ta vạch ra và đưa ra cái đường hướng là trung quốc phải gia tăng vai trò trong lực lượng gìn giữ hòa bình của quốc tế bây giờ trung quốc đã có đã có mặt ở trong đó nhưng mà họ chỉ đóng vai trò hậu cần lái xe hay là chở, à, chở lương thực hay là đóng vai trò y tá thôi họ không có tác chiến trực tiếp do đó ông này mới kêu gọi là nên để cho họ tác chiến trực tiếp để có kinh nghiệm tại binh sĩ trung quốc không có kinh nghiệm và kể cả những chỉ huy trưởng của trung quốc luôn đó là cái bài nhận định của cái uh, trên cái thiêu tên nhật ký ngày hôm nay của tôi mà tôi dựa trên cái bài báo đó nha ok rồi tiếp tục cầu mong cho ông trump thắng cử ok à uh... Nếu tàu 981 ra Biển Đông sẽ có 900 tàu 999 của Liên minh ra đón chào ra Biển Đông. Cho nên nếu mà cái công ty đó bị cấm vận thì có nghĩa là chiếc tàu này sẽ không dám ló dạng ra nữa. Nếu mà họ di chuyển ra có thể sẽ bị Hoa Kỳ trận. Tại vì cái công ty đó làm chủ chiếc tàu Hải Dương 981. Trừ khi là bây giờ Trung Quốc chơi cái trò láo cá là bây giờ công ty A bán qua công ty B. Tức là công ty bị cấm vận rồi Giờ nó bán cái công nó bán cái chiếc tàu này qua cho công ty B. <laughs> công ty B không bị cấm vận thì nó tiếp tục thăm dò dầu khí ở đây nha các bạn. Rồi tiếp tục à Wow. À Chắc tổng thống Trump có kế sách gì đó đối phó với những trò gian lận bầu cử năm nay không? Cho tới giờ phút này tôi biết được tổng thống Trump có dự trù về về sự gian lận, nhưng thứ nhất, ông không dự trù được là cái sự gian lận nó tinh vi tới mức độ này. Và thứ hai, ông không tưởng tượng được họ bựa tới mức độ này. Và thứ ba nữa là nó xảy ra khắp nơi. Tổng thống không thể nào mà, mà ba đầu sáu tay mà lo được hết. Nó xảy ra khắp cả 50 tiểu bang. Nếu mà các bạn soi đèn, tất cả các tiểu bang đều có tình trạng gian lận hết. Do đó, đừng nghĩ rằng là tổng thống đó có, ông có chuẩn bị. Nhưng mà cái sự chuẩn bị đó là cái chuẩn bị vừa phải. Và ít nhất là nó chỉ vừa đủ tầm. Nó không tưởng tượng được là lần này nó bựa tới mức như vậy. Nha các bạn. Rồi, tiếp tục. À vào wow, lướt qua một cái khá nhanh à... Chứ, uh, wow, lướt, uh, tổng thống trump và đảng cộng hòa sẽ tất thắng cái đó là lời khẳng định của mình thôi chủ quan thôi còn bây giờ chúng ta phải chờ xem cái quyết định của cái khối phiếu đó từ tối cao pháp viện và các đơn kiện cũng như là làm cách nào để cho phía đảng dân chủ không thể uh, dở chiêu trò của họ Bây giờ họ đi họ ép tất cả các tiểu bang phải certify cho nhanh để cho Biden đạt được 270 cử tri đoàn trước ngày 14 tháng 12. Do đó bây giờ là họ muốn như vậy. Do đó một số những công cụ của họ ở các tiểu bang là bất chấp cái lệnh của tòa, bất chấp cái sự tranh cãi và vẫn chưa có xong cái vấn đề đếm phiếu mà họ vẫn xác nhận cho Biden thắng. Họ vẫn tiến hành xác nhận cho Biden thắng là cái trò này cái trò của dân chủ tức là sao các bạn? À, gạo thổi thành cơm họ muốn chơi cái trò gạo thổi thành cơm trước rồi mọi việc tính sau cứ tuyên bố cho bên thắng hết đã đủ 27 mươi bảy hai cử tri đoàn đã đây là cái trò gian manh của đảng dân chủ và đám đám của obama do đó thì bây giờ phải coi coi cái cục diện này tổng thống trump và cái ban pháp lý của ông sẽ cản trở như thế nào nha các bạn rồi à chúng ta hy vọng có gì đây vào lá phiếu cử tri đoàn hôn phong tôi thì tôi không hy vọng vào cử tri đoàn Tại vì theo cái tình hình này á, tôi chỉ hy vọng là đại cử tri thôi. Chứng minh rằng tất cả những sự gian lận này để vô hiệu hóa tất cả cử tri đoàn ở ít nhất 4 năm tiểu bang. Sau đó thì việc vô hiệu hóa cho nên tất cả những cử tri đoàn này đều không tính và như vậy không ai đủ 270 và sẽ đến cục diện của đại cử tri. Tức là ở Pennsylvania, Wisconsin, ở tại Michigan, ở Georgia và Arizona năm tiểu bang này nếu như mà thủy bỏ tất cả các cái cử tri đoàn của năm tiểu bang này thì có nghĩa là không không ai hội đủ túc số 270 cả. Lúc đó sẽ do đại cử tri quyết định nha các bạn. Ok. Rồi à có thể Trung Quốc lợi dụng chuyện Iran mà kích Mỹ đánh Iran, khó kích lắm. Tại vì Hoa Kỳ biết được chuyện gì xảy ra. Không phải là do Trung Quốc kích đâu mà bây giờ là phía Iran khẳng định là do Thái và CIA đứng sau lưng cuộc ám sát này đó các bạn nha. Rồi tiếp tục à, Tổng thống Trump tại sao không đưa quân đội vào tiếp quản thúc đẩy kiểm phiếu nhỉ không được quân đội không được phép sen vào bầu cử quân đội không được phép sen vào bầu cử nha các bạn cái điều đó là à, tuyệt đối luôn Tổng thống Trump có ra ra, ra lệnh đi nữa ngũ giác đài cũng sẽ không đồng ý tại vì họ sẽ không sen vào chuyện bầu cử nha. Rồi tổng thống Brazil nói à, tin mật với ông có gian lận bầu cử mà không phải tin mật mà ông nói rằng là tất cả ba cái source ba nguồn tin của họ, báo cho ông biết là có sự gian lận và chính bản thân ông đã cảm nhận được sự gian lận trong cuộc bầu cử trước hai tổng thống mà nói rằng họ đã bị gian lận cướp đi cái à, quyền tổng thống của họ là tổng thống của Brazil và tổng thống của Mexico nha các bạn rồi rồi tiếp tục mấy ngày này lợi thế có thể nghiêng về phía tổng thống Trump không? ý là, là mấy phiên điều trần tôi đã nói với các bạn các bạn chỉ để ý từng chi tiết rồi cứ theo cứ lên xuống theo từng chi tiết nó mệt lắm cái đầu nó mệt lắm tôi đã nói với các bạn rồi cục diện này thua trước tháng sau là đợi chúng ta cứ kiên nhẫn đợi lên tới tối cao pháp viện đợi lên tới cái đại cử tri đi, đi bây giờ đừng có chạy theo bởi ví dụ như ngày hôm nay quyết con nó quyết định là nó nhất định là nó sẽ verify và nó xác nhận kết quả bầu cử thì đám truyền thông tung tin lên ô oh, cánh cửa đã đóng lại với ông trăm thêm một tiểu bang nữa rồi các bạn họ cố tình làm như vậy mà bây giờ các bạn cứ chạy theo cái những cái tin đó là các bạn sẽ bị nhức đầu mệt lắm đừng có theo nó nữa chỉ biết rằng các đơn kiện pháp lý cuối cùng chỉ quyết định sau khi mà có sự quyết định của quốc hội mà quyết định của quốc hội nó sẽ based trên nhiều thứ đơn kiện pháp lý và tính chất hợp pháp của các cái cử tri đoàn hay là do đại cử tri bỏ phiếu chúng ta vẫn chưa biết Do đó bây giờ nó có thông tin Oh Wisconsin verify rồi Arizona verify Đây là cái sự cố tình của đảng Dân Chủ Còn bây giờ Cái thật sự mà nó có giá trị hay không Lại là một chuyện khác Nó verify Nhưng mà sự verify đó có giá trị hay không Trước cái đại cử tri Trước cái tối cao pháp viện Và trước quốc hội Thì nó lại là một chuyện khác nữa Do đó các bạn đừng có chạy theo những cái tin mà Hôm nay chỗ này verify chỗ kia chỗ kia Certify vân vân Các bạn nếu các bạn chạy theo điều đó các bạn nhức đầu đáng chịu nha yeah, ok rồi à, mỗi à, <laughs> cho tới bây giờ đó là bà Clinton nói trước ông Biden bằng mọi giá phải chiến thắng tại bởi bởi vì bà bà ta nói nhưng mà các bạn thấy rõ ràng không bà ta không dám lên tiếng nhiều ngay cả ông Trump lên tiếng tweet cả mấy ngày nay bà ta cũng không phản trả nhắc tới bà ta luôn đó bà ta cũng không phản trả bởi vì bà ta cũng đang quan sát bởi vì chính bà ta biết được lần này cái vụ gian lận này nó quá trắng trợn bà ta không cô vào nổi cho nên bà ta giữ im lặng tại lên tiếng lỡ mà có chuyện gì một cái là chính bà ta dính đạn luôn từ nè từ Hillary Clinton cho tới à, bà Nancy Pelosi chất Summer đều không lên tiếng thì các bạn biết là cái sự gian lận trắng trợn quá đi người ta chịu không nổi nữa rồi nhưng mà người ta không dám lên tiếng Người ta im lặng Đó là bên đương chủ đó các bạn Chừng nào mà các bạn lên tiếng mà nghe Nancy Pelosi hay là chất xong mà nói Hey Trump Consider it. Chịu thua đi Đó Thì lúc đó chúng ta thấy là họ đứng một phe Rõ ràng lần này phe của Joe Biden và Obama Đang tự đánh trận một mình Hillary không dính vào Có thể là bà đâm thọt Nhưng bà không có dính vào và Nancy Pelosi và Chuck Summer cũng vậy họ muốn quan sát tại vì họ thấy cái sự gian lận này quá trắng trợn đi họ không tưởng tượng nổi họ coi, coi cái game này ai thắng họ muốn đứng ở ngoài gọi là gì à, đứng ngoài phanh tay đứng coi kịch thôi họ không muốn xen vào đâu các bạn nha yeah. ok rồi à, tiếp tục vào wow, bắt đầu từ tháng 12, hai à, củng cố bằng à, chứng pháp lý cho nhóm trăm sẽ có nhiều biến chuyển trong tháng này do đó tại sao tôi nói các bạn là các nhân vật gọi là quyền lực của đại dân chủ đều im lặng Joe Biden hôm nay tung tin là sẽ bổ nhiệm người này, bổ nhiệm người kia, bổ nhiệm người nọ, tùm lum hết. Nancy Pelosi chất xăm Hillary vẫn giữ im lặng. Thì các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi nha. Ok. Wow, à Anh Phong nếu ông Biden thắng, à, thắng thì mọi gian lận mà bầu cái gì vậy? bầu bỏ qua hết hả anh Phong? Không phải bỏ qua thì những cái trường hợp gian lận vẫn bị xử nhưng mà nó sẽ là tính rất cục bộ đây là cái hướng đảng dân chủ đang lái các bạn vào tức là họ nói ôi mấy cái chỗ mấy cái gian lận có nhưng mà nó không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử xử đi xử đi ai phạm tội xử người đó đi nhưng mà các bạn cái đó là cái game mà đảng dân chủ đang đẩy mọi người vào trong đó đó nha ok rồi à lướt qua cái à, câu hỏi cuối cùng nè ok cần phải thắng bao nhiêu tiểu bang để Biden không đủ uh, 270 phiếu. Bây giờ bốn tiểu bang này mà bị hủy bỏ, Wisconsin, Pennsylvania, uh, Georgia và uh, Michigan. Chỉ cần bốn tiểu bang này là không ai đủ 270 hết. Chỉ cần bốn tiểu bang này hủy bỏ kết quả bầu cử. Và do cử đại cử tri đã đứng ra đại đảm nhiệm thì tôi chắc chắn với quý vị và các bạn là không ai đủ không ai đủ đa 270 hết. Tại vì sao? Pennsylvania là 20 cử tri đoàn. Michigan là 16, cộng thêm Georgia 16 là 32, 32 với 20 là 52. 52 cộng với lại Wisconsin 10 nữa là 62. Trừ đi 62 rồi thì không có ai đủ 270 cả nha. Chưa kể là Arizona có thêm 10 cử tri đoàn, 11 cử tri đoàn nữa. Ok. Do đó chỉ cần 4 tiểu bang đó là đủ rồi nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều 21.000 người đang coi bên YouTube và 4.800 người đang coi bên Facebook. Con số rất là khích lệ. Hôm nào thì uh, 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 sẽ có những cái uh, đọc thêm những cái comment của các bạn. Bữa nay thì uh, giống như phong nói, Đến đề kết thúc rồi và nhớ một tiếng nữa, hơn một tiếng nữa thì phong sẽ có mặt ở trên channel của Phượng Mai để làm. Uh, MC phụ cho Khánh Hoàng đã nghỉ một tuần lễ nay vì bận việc gia đình. Do đó quý vị muốn thưởng thức chương trình văn nghệ nhẹ nhàng sau những bản tin nặng nề của phong thì qua channel Phượng Mai Official bên YouTube để theo dõi và à, theo dõi và biết được những câu chuyện liên quan tới văn nghệ, những bản nhạc hay và tôi sẽ chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức của tôi liên quan tới cái ngành giải trí văn nghệ trong channel của Phượng Mai tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta gặp lại sau.